sao chú nhìn con hoài vậy chú? Sao tự nhiên bữa nay cái mặt bé Dạy Bảo buồn thiêu như con chàng hiêu vậy? Dạ hồi hôm bữa con tập con nhảy bài rồi bôi cho bác cái chú dồn sức nhiều quá vô rồi đó cái con về nhà bệnh luôn. Nhưng mà bây giờ thì con có cảm thấy là mình đủ sức khỏe trong cái đêm diễn này không? Chắc có. Cố gắng lên Dạ Bảo ơi, tuần này con và cô Thúy Uyên sẽ hát bài gì? Dạ bài Nỗi Buồn Mẹ Tôi. Bài hát đúng như là cái tựa đề ấy, Nỗi Buồn Của Mẹ Tôi. Mẹ tiễn con đi học xa ở trên tỉnh, cho nên là cái đêm mà con ngủ con cũng thao thức, con cũng buồn. Bình thường thì Gia Bảo có bao giờ mà phải chia tay mẹ đi đâu xa nhiều ngày không? À, chỉ có mấy ngày mà về quê mẹ con ở nhà đi làm, hay là những cái đêm mà mẹ con hay đi trực á chú. Ở nhà mà ngủ khó ngủ lắm, đợi lâu là lâu luôn, khó ngủ. Thì nhiều khi con cứ lấy cái tâm trạng đó, cái nỗi buồn khi con mà phải xa mẹ, con nhớ mẹ như vậy á, để con đưa vào trong cái bài hát này thì con sẽ diễn nó nhập tâm hơn nha. Dạ. Thưa quý vị, hãy đến phòng tập và cùng với ca sĩ Thúy Uyên và bé Gia Bảo để xem họ tập luyện như thế nào. Hé tay để nhỉ? Đó, như vậy đó, xong rồi cái mẹ may áo cho con, xong rồi cái mẹ ra mẹ luộc khoai cho con, rồi ông đem đi tỉnh con ăn nè. Trời ơi, Bảo nó ngủ thiệt rồi kìa. Thôi con đi ra diễn chứ không có gì, không có ngủ thiệt nha con. Dậy diễn Bảo, dậy, dậy diễn. Dân ca con biết là luyến lấy ngủ cung, rồi những cái quãng luyến rất là hát rất là khó. Cánh tím rào trên, mẹ tôi nuôi lớn khôn con. À mẹ tôi nuôi lớn khôn con. Để được mộng tôi, lúc rau mắm muối dưa cằn. Dưa cằn. Chú thấy rằng con hát cũng hay á. Có bữa con hát chữ cả nó thấp quá, cái con cúi cái đầu xuống một cái nó cục cái chữ cà luôn, nó cười lắm. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem phiên bản gốc của ca sĩ Cẩm Ly và Hoài Lâm thể hiện cái bài Nỗi Buồn Mẹ Tôi như thế nào nha quý vị. Dạ từng ngày mẹ mong lớn khôn đâu rồi mà sao không nhớ quê hương. Buồn rồi buồn làm sao, thèm nghe tiếng khóc ban sơ. Mai nó về áo con sờn bây giờ thì Gia Bảo và ca sĩ Thúy Uyên sẽ ra sân khấu để thể hiện cái bài hát này với hình tượng của ca sĩ Cẩm Ly và Hoài Lâm. Cố gắng lên nào. Nào mời con. Đi thôi. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ Cẩm Ly và Hoài Lâm trên sân khấu của Gương Mặt Thân Quen Nhí với sự hóa thân của Gia Bảo và Thúy Uyên. Thôi phia rồi, hai má con mình đi vô ngủ nghe. Con nhớ nè, ở trong này má bỏ một đòn bánh tét, hai cá ú, ba trái ổi. Rồi sớm mơi á, con đi á, con đi rồi má luộc mớ phai lang ngoài giường á, xong rồi con đem lên trên đó con ăn nha. Dạ. Thôi vợ con ngủ đi, mơi sớm đi tỉnh xa lắm con. Nằm đỡ đây ngủ với má một bữa đi. Dạ. Nằm xuống con. Bỏ dép ra chứ. Rồi để má làm mớ công chuyện của má xong nha. Cánh tím rào dần, mẹ tôi nuôi lớn khôn con.
vị, chúng ta đã vừa xem một tiết mục có những giây phút thật sự là lắng đọng, thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe các cô chú giám khảo nhận xét về phần trình diễn của mình Gia Bảo nha. Xin mời chị Hồng Vân. Bữa nay Gia Bảo không làm cô Vân mọc ốc mà Gia Bảo làm cho cô Vân khóc đó. Thiệt. Ủa, lúc mà con hát cái bài này con có nhớ mẹ con, có tưởng tượng đó mẹ không? Linh của bộ. Tôi khi các bạn diễn, tôi cảm thấy như hình ảnh của mẹ tôi. Và tôi cũng đã từng bôn ba đi xa, và tôi đã từng sống một mình. Có thể là trong cái khán phòng này cũng có một số bạn sẽ đồng cảm với tôi là ở xa gia đình và học, ăn học ở trên thành phố. Điều mong mỏi của cha mẹ mình là sự thành công của con. Tôi rơi nước mắt là lúc Bảo bằng cái bộ đồ này và thành công trở về. Đó là niềm mong mỏi của cha mẹ, bỏ công bỏ sức cực khổ để lo cho con cái ăn học, chỉ mong một điều là con cái thành tài. Và đối với những người ở dưới quê, đó là niềm hãnh diện và đó là niềm mơ ước đổi cả cuộc đời sang một trang mới. Dù mẹ có vất vả như thế nào, dù mẹ có hy sinh như thế nào, mẹ cũng vui lòng. Cảm ơn Bảo, cảm ơn Thúy Uyên đã đem đến cho tôi và khán giả ở khán phòng này cảm xúc rất là mạnh. Và tôi hy vọng rằng qua cái hình ảnh này, tất cả các em, các cháu xa gia đình đi học, các em, các cháu cũng đang cố gắng học hành, đáp lại cái sự mong mỏi và sự kỳ vọng của cha mẹ mình dành cho mình. Cảm ơn. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Tôi xin tiếp nói, tôi không nghĩ là Thúy Uyên hát cái dân ca mà nó ngọt như vậy. Nó một, có một cái gì đó nó lạ lùng lắm, nó mạnh mẽ. Mà nhưng mà cái nỗi thương con á, nó cạn kiệt hơn nữa. Còn bé Gia Bảo á, bữa nay là cô quá cảm phục con á Gia Bảo. Tại vì cái chuyển tải của con đến cho mọi người nó rất là non nớt, nó rất là chân thật. Nó không có một cái gì gọi là kỹ thuật ở trong đó hết trơn á. Con làm bằng cái cảm xúc rất thật của con. Khi mà cô thấy con hát, con nhìn cô Thúy Uyên á, cô tưởng tượng như là cô Thúy Uyên là mẹ thiệt của con á. Cái mặt của con ngộ nghĩnh lắm kìa, rất là lạ. Cho nên rằng là rất cảm ơn hai bạn ở cái tiết mục này, rất là hay. Xin cảm ơn giám khảo Hồng Vân. Xin mời ca sĩ Mỹ Linh. Hôm nay tiết mục của hai mẹ con đã thực sự đem lại xúc động cho mọi người. Mặc dù là bé Bảo thì con chắc là còn bệnh vì tuần trước phải nhảy nhiều, không lên được các cái nốt cần phải lên. Nhưng mà chính vì hai người diễn với nhau nó mang lại một cái sự chân thật nên là làm cho người ta quên đi những cái tiểu tiết đấy. Tôi nghĩ rằng hôm nay hai mẹ con thực sự đã có một tiết mục rất là thành công. Xin cảm ơn ca sĩ Mỹ Linh rất nhiều. Xin cảm ơn Gia Bảo, xin cảm ơn chị Thúy Uyên rất nhiều.